Sáng ngày 17 tháng 10, chiến dịch Work Clean Up Day 2020 được tổ chức bởi Let's Do It Hà Nội với mục tiêu nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường xanh của thủ đô, thu hút cộng đồng cùng tham gia để lan tỏa các thông điệp sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường bằng các hành động thiết thực. Chiến dịch của bên em thì tổ chức với mục tiêu ngắn hạn thì là bên em muốn thay đổi những cái nhận thức của tất cả các bạn giới trẻ cũng như là các người dân về hành vi xả rác bừa bãi cũng như là vấn đề rác thải hiện nay. Em mong là sau chương trình này thì sẽ phần nào khiến cho thành phố sạch hơn, và cũng là cái em nghĩ là cái quan trọng nhất là tác động vào cái suy nghĩ lối sống của từng một thành viên tham gia chương trình cũng như là cộng đồng về việc là phân loại rác thải hay là vứt rác đúng nơi quy định. Chiến dịch thu hút hàng trăm bạn trẻ, sinh viên tham gia tại các điểm đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Trãi và xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.